Chiến thần Sở Bắc Lạc Mai. Chương 41, rất tốt, nhớ kỹ, lịch sử một chút. Mặc dù không biết tại sao Dương Xuyên lại hỏi như vậy, nhưng La Vạn Sơn vẫn đáp từng câu một. 5 năm trước, nhà họ Lạc cũng không biết từ đâu lại nhặt về được một đứa con rể phế vật, đính hôn với cô cả của nhà họ Lạc. Nhưng đến hôm qua tôi mới biết, đứa con rể phế vật này chính là người đàn ông có quan hệ với cô hai của nhà họ Lạc 5 năm trước. Chuyện này thật thú vị. Dương Xuyên mỉm cười, con gái hắn ta hiện giờ đang ở đâu? La Vạn Sơn sửng sốt, vẫn đang ở bệnh viện thành phố. Rất tốt. Audio điện tử võ tấn bền. Nụ cười nơi khóe miệng Dương Xuyên trong chớp mắt trở nên rõ nét hơn. Ngày mai, đi mời con gái của hắn ta tới đây, còn về phần cái tên sở bắc gì đó, cậu đây có thể từ từ chơi với hắn ta. Hả? La Vạn Sơn ngây người. Ông ta thực sự không thể hiểu được rốt cuộc Dương Xuyên đang có ý đồ gì. Sao thế, có vấn đề gì sao? Không, không. Đầu La Vạn Sơn lắc như đánh trống lắc. Bệnh viện thành phố có nội ứng của nhà họ La, cậu chủ Dương yên tâm, tuyệt đối không có sai sót. Rất tốt, nhớ kỹ, lịch sự một chút. Dương Xuyên vừa nói vừa đứng dậy, ung dung bước ra ngoài. La Vạn Sơn đi theo phía sau, kính cẩn đưa tiễn đích thân tiến dương xuyên lên chiếc may bách ánh mắt la vạn sơn u ám nhanh chóng rút điện thoại ra bấm một dãy số vương hổ liên hệ với trương khải trong vòng ngày mai nhất định phải đưa con gái của lạc tuyết đến cho tôi không sai chính là cái con gái ngoài giá thú của con điếm nhỏ kia chân tay nhanh nhẹn chút nếu làm ổn thỏa không thiếu phần của cậu đâu sau khi cúp điện thoại nụ cười nơi khóe môi la vạn sơn càng trở nên nham hiểm tàn ác chương 42 qua wow, dễ thương quá Bố ơi đây là cái gì vậy ạ à? Vâng cậu chủ nhận được tiếng đáp từ đầu dây bên kia Dương xuyên lập tức cúp máy hắn ta ngồi tựa lưng vào ghế vẻ mặt trầm ngâm từ trước đến giờ hắn ta làm việc gì cũng luôn lên kế hoạch trước rồi mới hành động xét cho cùng hành động của Chu Minh Hạo ngày hôm qua quả thực có chút kỳ lạ nếu sở Bắc kia thực sự chỉ là một tên phế vật Chu Minh Hạo làm sao có thể vì cái tên đó mà không cho hắn ta chút mặt mũi nào chứ? Vậy nên, để cho nhà họ la thăm dò trước. Nếu sở bắc thực sự chỉ là một tên mù bình thường, một kẻ trước giờ tính toán chi ly như hắn ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Bố, mẹ, hai người cuối cùng cũng tới rồi. Tâm Nhi vẫn luôn rất ngoan ngoãn nha, không có khóc nhè nè. Sở Bắc và Lạc Tuyết vừa bước vào phòng bệnh, Lạc Vũ Tâm liền chạy tới lao vào trong vòng tay của Sở Bắc cánh tay của sở bắc ôm chặt lấy cô bé anh không nỡ buông ra chỉ trong một đêm ngắn ngủi tinh thần và thần sắc của lạc vũ tâm đều chuyển biến tốt hơn ít nhất nhìn bên ngoài không thấy giống như đang bị bệnh tâm nhi giỏi quá bố có quà tặng con nè ôm con gái trong vòng tay sở bắc mỉm cười dịu dàng nói với vẻ thần bí thật không ạ à, tâm nhi vẫn chưa từng nhận được món quà nào của bố đó cô bé vũ tâm mở đôi mắt to tròn ngấn nước chớp chớp mắt nhìn sở bắc. Dáng vẻ mũm mĩm hồng hào của con bé khiến người ta không nhịn được chỉ muốn véo một cái. Đương nhiên là thật rồi. Sở bắc mỉm cười, vuốt cái mũi nhỏ của cô bé. Tay phải anh lấy từ túi áo ngực ra một món đồ nhỏ, đó là một mặt dây chuyền. Mặt dây chuyền rất tinh xảo, có kích thước bằng hạt óc chó. Tông màu hơi tối, cả mặt lẫn dây đều rất tối chìm. chương 43, anh nói được làm được đây là rồng thiên long. Sở bắc khẽ mỉm cười, tay phải nhẹ nhàng vuốt ve mặt dây truyền nhỏ hình rồng tinh xảo. Giọng điệu kia tưởng chừng luôn trấn tĩnh, cuối cùng lại dao động. Có hồi ức, có nhiệt huyết và cũng có cả tiếc nuối. Một mặt dây truyền nhỏ dường như chứa đựng tất cả quá khứ hơn 20 năm của anh. Đây cũng là tất cả của bố, nó sẽ bảo vệ tâm nhi, không xa không rời. Giọng sở bác ôn hòa, cẩn thận từng ly từng tí đeo dây truyền lên cổ con gái mà lời nói của anh cô bé vô tâm lúc này hiển nhiên không thể hiểu hết được nhưng một ngày nào đó cô bé sẽ hiểu được nỗi khổ tâm của sở bắc cảm ơn bố bố là người bố tốt nhất trên đời này tâm nhi là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời này cô bé vô cùng đắc chí bắm môi thơm lên má sở bắc một cái sở bắc mỉm cười ôm chặt cô con gái vào trong lòng tâm nhi bố sẽ bảo vệ con cả đời nhìn cảnh tượng ấm áp sống mũi lạc tuyết cay cay cô quay đầu đi về món quà của sở bắc cô lại chẳng không quan tâm nghĩ lại thì trông nó chỉ là một món đồ trang sức bình thường đến mức không thể bình thường hơn mà thôi tất nhiên trong tương lai không xa cô sẽ ý thức được ý nghĩ này mới thật ngu ngốc và hoàn toàn sai lầm làm sao hai bố con chơi được một lúc thì cô bé vô tâm cảm thấy mệt rồi ngủ thiếp đi lạc tuyết lúc này mới bước về phía trước nhìn sở bắc sở bắc chuyện của nhà họ la. Đây là tâm bệnh của cô. Ngày nào không được giải quyết thì ngày đó cô ăn không ngon ngủ không yên. Sở bác biết nỗi lo lắng của cô, mỉm cười lắc đầu. Yên tâm, anh sẽ giải quyết. chương 44, được rồi, không cần phải lắm điều với tôi. Vẻ mặt sở bác trân trọng, giọng điệu càng thêm vạn phần kiên định. Lạc tuyết ngẩn người, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào cho dù có tin hay không tin thì đều đã không còn đường lui nữa rồi không phải sao sở bắc mỉm cười chống gậy chúc bước ra khỏi phòng bệnh anh bước đến một góc nhìn vô định về nơi xa xăm khoảnh khắc tiếp theo một người xuất hiện như một bóng ma là thanh vũ cậu chủ thanh vũ cúi người hành lễ dùng danh nghĩa của tôi nói với nhà họ la trong vòng ngày hôm nay đích thân tới cửa thỉnh tội như vậy thì còn có thể giữ lại một mạng Sở Bắc không quay đầu lại, giọng điệu vẫn bình thản như cũ. Bằng không, ngày mai họ Sở này nhất định sẽ đích thân tới thăm hỏi. "Tuân lệnh." Thanh Vũ kính cần đáp. Đã 5 năm rồi, đại nhân chưa từng dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện. Thanh Vũ hiểu rất rõ, Sở Bắc vẫn còn lời chưa nói ra. Lúc thần tướng tới cửa, chính là ngày cả nhà họ La bị diệt. "Gia chủ La, tôi đã liên lạc được với Trương Khải, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì." lợi ích mà ông nói. Ở nhà họ La, La Vạn Sơn chẳng bao lâu đã nhận được điện thoại của Vương Hồ. Yên tâm, chỉ cần ngày mai thấy người thì sẽ không thiếu phần cậu đâu. La Vạn Sơn lạnh nhạt cười, không hề bất ngờ. Ai cũng là kẻ không có lợi thì không làm. mươi 45 ông ta đương nhiên biết sở bắc, người đầu bên kia điện thoại khẽ cười, 12 giờ trưa mai, đưa đến đúng giờ. Nói xong thì dập máy luôn. La Vạn Sơn không hề do dự, chuyển một triệu đồng ngay tắp lự nếu có thể tạo được quan hệ với nhà họ dương nhờ việc này thì một triệu đồng quá xứng đáng có điều vừa chuyển tiền xong thì điện thoại lại lần nữa đổ chuông cái gã này chắc không phải định vòi thêm đấy chứ la vạn sơn to mày cúi đầu nhìn thì thấy phần hiển thị cuộc gọi đến trống trơn không có địa điểm không có số điện thoại nhưng điện thoại quả thực đang gieo thật chuyện gì vậy chứ la vạn sơn không hiểu vẫn bấm nhận cuộc gọi La Vạn Sơn. Cuộc gọi kết nối vang lên giọng nói lạnh băng của Thanh Vũ. Cô là ai? La Vạn Sơn nhăn tít mày lại. Giọng nói này rất lạ, hơn nữa lạnh đến mức ra đầu ông ta tê dại. Còn 6 tiếng nữa là đến không giờ sáng, ông còn 6 tiếng nữa để đến nhà họ Lạc xin lỗi thần tướng và vợ thần tướng Lạc Tuyết. Đầu bên kia điện thoại, Thanh Vũ nói bằng giọng ra lệnh, không hề chứa chút tình cảm. Nếu không thì ngày mai thần tướng sẽ đích thân đến tận nhà hỏi thăm. Cái gì, thần tướng, đó là cái quái quỷ gì? La Vạn Sơn bĩu môi, trong lòng bực bội. Con người bây giờ đều điên thế này sao? Ban ngày ban mặt mà dám gọi điện đe dọa mình. Thần tướng chấn quốc sở bắc. Mà sáu chữ tiếp theo của thanh vũ khiến La Vạn Sơn bỗng chốc sững sỡ. Ông ta đương nhiên biết sở bắc. Audio điện tử võ tấn bền. chương 46, có kết quả việc tôi bảo cô điều tra chưa? tôi đã nói hết nước hết cái rồi, ông cứ tự liệu mà làm. Giọng điệu thanh vũ càng lạnh lùng hơn, trực tiếp kết thúc cuộc gọi. Nếu không phải thần tướng muốn đích thân ra tay thì chỉ với câu nói kia thanh vũ đã có thể giết cả nhà họ la. Đồ thần kinh, nhìn cuộc gọi đã kết thúc, la vạn sơn vốn định gọi lại chửi mấy câu, nhưng trong điện thoại chẳng những không có số điện thoại mà còn chẳng có cả lịch sử cuộc gọi. Gặp ma thật rồi. La Vạn Sơn tức tối chửi một câu, tiện tay quẳng điện thoại lên sofa không hề để tâm lời thanh vũ nói xin lỗi sở bắc và lạc tuyết vớ vẩn ông ta không có thói quen xin lỗi kẻ sắp chết ở bệnh viện thành phố lạc tuyết đi làm rồi sở bắc một mình ở bên lạc vũ tâm vừa dỗ cô bé ngủ thiếp đi thì sở bắc nhận được điện thoại của thanh vũ thưa cậu chủ vừa nhận được tin các dự án lớn ở thành phố tân hải chuyển từ quyết định nội bộ sang đấu thầu công khai không giới hạn điều kiện Tập đoàn Bắc Giã xin chỉ thị có công khai tiến vào Tân Hải, phục vụ cho cậu chủ và vợ không? Sở bác ngừng một lát, vốn định từ chối, nhưng nghĩ một lúc thì chợt thay đổi ý định. Được, hiếm khi Tân Hải náo nhiệt thế này, sở bác không ngại đổ thêm chút dầu vào lửa. Có kết quả việc tôi bảo cô điều tra chưa? Sở bác chuyển chủ đề, thêm đôi chút nghiêm túc. Thưa cậu chủ, đã có manh mối rồi, không quá ba ngày chắc chắn sẽ có kết quả. Tốt lắm, Sở Bắc hài lòng gật đầu. Chương 47 có người vui thì có kẻ buồn. Nếu không phải Lạc Tuyết tốt bụng cứu chữa thì e là đã thành nắm xương khô từ lâu. Nhưng chiến hữu của anh, một nhóm 20 người chỉ có mình anh sống sót trở về. Những người khác thì đều bỏ mạng nơi đất khách quê người. 5 năm qua, vì ràng buộc Sở Bắc chỉ có thể ẩn mình. Nhưng giờ đã xóa bỏ ràng buộc. Món nợ phải tính bắt buộc phải tính sổ rõ ràng. Mạng phải trả bằng mạng máu phải trả bằng máu. Mà khi sở bắc nghe điện thoại một tin tức đã lan khắp Tân Hải chỉ trong một giờ ngắn ngủi. Gây ra sóng to gió lớn với tốc độ nhanh chóng. Các dự án lớn của thành phố Tân Hải sẽ tổ chức đấu thầu công khai, không giới hạn điều kiện vào 4 ngày sau. Tin tức này mới tung ra thì không chỉ các thương nhân, các tập đoàn tài chính mà người dân của Tân Hải cũng đều hết sức ngạc nhiên. Năm nay, không biết Tân Hải chó ngáp phải ruồi thế nào mà nhận được sự chú ý của bên trên vì thế các dự án lớn lần lượt từ trên trời rớt xuống Tân Hải. Liên quan đến bất động sản, xây dựng thành phố, khu công nghệ cao và các lĩnh vực khác. Cộng lại ít nhất phải trăm tỷ. Cho nên để đảm bảo, thành phố Tân Hải quyết định trực tiếp phân những dự án này cho các tập đoàn tài chính, gia tộc lớn của tỉnh thành. Nhà họ Dương là một trong số đó. Còn các doanh nghiệp địa phương của Tân Hải chỉ có thể kiếm chắc đôi chút. Khá nhiều người từ lâu đã thấy bức xúc trong lòng về việc này. Nhưng không ngờ sự việc lại đột nhiên có thay đổi. Dự án lớn cả trăm tỷ chỉ cần ké chút thôi cũng có thể khiến đa số người no căng. Nếu có thể lấy được một, hai dự án thì chắc chắn có thể một bước lên trời. Chương 48 cô không muốn nói gì với tôi sao? Thế này là sao? Rõ ràng lúc sáng còn yên ổn giờ sao lại thế này? Trong văn phòng rộng rãi, Lạc Mai nhìn bảng tài vụ trong tay, sốt ruột đến mức đi vòng quanh. Trên trán đã dịn một lớp mồ hôi mỏng giám đốc, chúng tôi cũng không biết, lúc chưa, các đối tác lần lượt gọi điện đến, lập tức trực tiếp hủy hợp đồng. Phía ngân hàng không những tạm dừng cho vay, mà còn muốn chúng ta trả hết các khoản vay trong vòng 3 ngày, chúng tôi cũng không biết đã xảy ra việc gì. Ở bên cạnh, trợ lý nói với vẻ mặt bất lực. Nguồn vốn của chúng ta vốn đã không nhiều, tài vụ thiếu hụt nghiêm trọng, còn tiếp tục thì này chỉ e là không trụ được đến 3 ngày nữa. 3 ngày. Lạc Mai thì thảo tự nói, gương mặt bỗng chốc tái nhợt ba ngày ả à ta ngồi vào ghế tổng giám đốc cũng chỉ có ba ngày mà thôi nhưng không thể ngờ được ả à ta còn chưa ngồi ấm chỗ đã xảy ra việc thế này dòng vốn của công ty đứt gãy thì là mất hơn nửa sinh mạng nhớ công ty phá sản thì ả à ta chính là tội đồ của nhà họ lạc chết tiệt sao lại thế này lạc mai vô cùng sốt ruột bỗng nhiên dường như nhớ ra gì đó đi gọi lạc tuyết đến đây cho tôi Giám đốc, chị gọi tôi." Không lâu sau, Lạc Tuyết đẩy cửa bước vào, cúi đầu chào. Là trưởng phòng bộ phận tài chính, cô đã đoán được tại sao Lạc Mai lại tìm mình. "Lạc Tuyết, cô làm trưởng phòng kiểu gì thế hả? Tài chính của công ty xảy ra vấn đề lớn như thế, cô không muốn nói gì với tôi sao?" Lạc Mai đứng sau bàn làm việc, kiêu ngạo, giọng điệu không tốt nói. "Chương 49, cả nhà các cô chuẩn bị ra đường xin cơm đi." lạc mai lập tức ngắt lời cười nhạo một tiếng tài chính công ty bỗng xuất hiện vấn đề lớn không liên quan đến trưởng phòng là cô lẽ nào lại liên quan đến giám đốc là tôi đây sao nếu không phải do cô quản lý không tốt giấu giếm không báo công ty có thể đến mức như bây giờ sao lạc tuyết cô tốt xấu gì cũng là con cháu nhà họ lạc nhà họ lạc cũng không bạc đãi cô tại sao cô lại độc ác như thế lạc mai trợn mắt không nói gì nhiều đã đổ vài tội lên đầu lạc tuyết rồi Lạc tuyết ngây người. Cô che miệng lại, không dám tin nhìn lạc mai. Quản lý không tốt, giấu giếm không báo. Cô làm gì có quyền lợi này? Dù cho có đi chăng nữa thì mỗi hành động của cô đều nằm trong tầm kiểm soát của Lạc Mai thế thì còn có thể làm ra chuyện có lỗi với công ty. Mà bây giờ, Lạc Mai lại không phân rõ trắng đen đã đổ hết mọi thứ lên người cô. Vụ oan giá hỏa. Cái gì gọi là độc ác, cô xem như đã được nhìn thấy rồi. Giám đốc, công ty xuất hiện nhiều vấn đề như thế rõ ràng là bị ai đó nhằm vào, không liên quan gì đến tôi. Lạc tuyết xua tay giải thích, cô không thể ngồi yên chờ chết. Hừ, cho dù là thế nhưng nếu phòng tài chính không xảy ra vấn đề, vậy sao xảy ra rắc rối được chứ? Nói cho cùng vẫn là vấn đề của cô. Lạc mai hừ một tiếng, không cho lạc tuyết có cơ hội cãi lại. Tôi không quan tâm đến những chuyện khác, tôi cho cô ba ngày, phải giải quyết rắc rối của công ty. Nếu không, đừng nói đến chức vị trưởng phòng này, chính cô cũng sẽ bị đuổi khỏi công ty. Cả nhà các cô chuẩn bị ra đường xin cơm đi. Chương 50 dù có nói cũng có tác dụng gì chứ? Lạc Tuyết siết chặt nắm đấm, sắc mặt hơi tái. Ánh mắt cô nhìn Lạc Mai ngoài tức giận còn có sự bất lực. Biết rõ Lạc Mai đang cố ý muốn mình chịu tội thay nhưng cô lại không thể làm gì được, chỉ đành nhẫn nhịn, sau đó cô thầm thở dài, sau đó xoay người đi khỏi văn phòng. Bố Bao giờ Tâm Nhi mới có thể xuất viện? Tâm Nhi muốn đi học. Trong bệnh viện, nghe Sở Bắc kể chuyện xong, Lạc Vũ Tâm ôm đầu, ánh mắt đợi mong hỏi. Sắp rồi, còn 3 4 ngày nữa thôi. Sở Bắc cười xoa đầu con gái. Tâm Nhi rất thích đến trường sao? Cô bé cắn môi, đầu tiên là gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Không muốn ạ, à, bởi vì Chu đại hổ cứ luôn bắt nạt con. Nhưng cô giáo nói, chỉ có đi học mới có thể kiếm tiền được. Tâm Nhi muốn mau mau trưởng thành để kiếm tiền về cho mẹ. Tiểu Vũ Tâm cúi đầu nói ra những lời trong lòng. Sở Bắc sừng sốt, sóng mũi cay cay. Không nghĩ cũng biết năm năm nay Lạc Tuyết đã chịu đựng quá nhiều. Con gái mới như thế, Sở Bắc càng cảm thấy hổ thẹn. "Mẹ ơi, Tâm Nhi muốn ôm." Giọng nói đầy bất ngờ của cô bé kéo Sở Bắc về lại với hiện thực. "Mẹ ơi, mẹ sao thế? Không vui à? Bố kể chuyện cho con nghe, vui lắm." Tâm Nhi kể cho mẹ nhé. Lạc Tuyết cười gược, ôm con gái vào lòng. Được chứ, lát nữa Tâm Nhi kể cho mẹ nghe nhé. Mặc dù cô đang cố gắng che giấu nhưng vẻ mệt mỏi và bất lực trong lời nói lại không thể giấu giếm được. Em sao thế, xảy ra phiền phức gì có thể nói với anh? Sở bắc chống gậy che nhẹ giọng hỏi. Không có gì. Audio điện tử võ tấn bền. chương 51, chỉ dựa vào cậu. Lạc tuyết nhìn anh mà không nói gì. Cũng không biết cô có tin hay không. Sở Bắc cũng không giải thích gì thêm. Mối quan hệ giữa hai người vẫn đang ở mức rất vi diệu. Hôm sau, Lạc Tuyết lòng có tâm sự mới sáng sớm đã vội vàng chạy đến công ty. Sở Bắc mua bữa sáng cho con gái, ngay khi mặt trời vừa mọc đã bước lên xe của Thanh Vũ. Cậu chủ, đến nơi rồi. Nhà chính nhà họ La đang ở trước mặt. Thanh Vũ đỡ Sở Bắc bước xuống xe, đứng trước nhà chính. Hôm qua Sở Bắc đã cho nhà họ La cơ hội, nhưng tiếc là nhà họ La không biết trân trọng. Hôm nay, thần tướng trấn quốc đích thân đến nhà cũng xem như là vinh hạnh của nhà họ La nhưng có, chịu, được cái vinh dự này hay không thì phải xem khả năng của nhà họ La. Thanh Vũ tiến đến trước một bước vừa định gõ cửa thì đã thấy cảnh cổng nhà chính mở ra trước. Một người trung niên hơn 30 tuổi, cao to lực lưỡng bước ra là quản gia nhà họ La. Hai người là ai, mới sáng sớm đến đây làm gì? Quản gia nhìn thấy Thanh Vũ và Sở Bắc thì híp mắt. Nhìn hai người như đang nhìn kẻ trộm. Tiện thể liếc nhìn Thanh Vũ nhiều thêm một chút. Thanh Vũ thân là một trong 12 hộ vệ Bắc giã, dĩ nhiên thực lực không cần phải nói. Cho dù là vóc dáng hay nhan sắc đều là đỉnh cấp. Nếu không phải cô lạnh lùng đến mức trên mặt hiện lên mấy chữ người lạ chớ gần thì người đến bắt chuyện quả thật không hề ít gọi la vạn sơn ra đây. Sở bắc chống gậy tre, chậm rãi đi đến trước. Giọng nói của anh bình tĩnh như thể đang nói một việc rất bình thường. chương 52, ông Chu, sao, sao ông lại đến đây? Công bằng, ha! Quản gia vừa nghe thế thì bật cười. Cậu có biết đây là nơi nào không? Cũng dám đến đòi công bằng à? Không sợ bản thân mình cũng bị trôn ở đây sao? Khoan đã, nói rồi quản gia híp mắt nhìn chằm chằm sở bắc, giọng điệu không vui. Này tên đeo kính, gã mù kia, cậu có phải là sở bắc không? Đúng là tìm mỏi mắt cũng không thấy, không tốn sức lại tìm ra. Quản gia nhìn ra thân phận của sở bắc, lời nói mang theo tia sát ý, tên này vừa vỗ tay, lập tức có tám chín vệ sĩ đi ra từ trong biệt thự bao vây sở bắc và thanh vũ lại. Ai nấy đều đã sẵn sàng, chỉ còn đợi quản gia ra lệnh là lập tức ra tay tôi đang nghĩ nên tìm cậu thế nào đây, chẳng ngờ cậu lại tự mình dâng đến cửa, vậy thì đừng trách tôi. Quản gia cười khẩy, ánh mắt nhìn sở bắc càng thêm diễu cợt. Tất nhiên, nếu bây giờ cậu quỳ xuống xin lỗi gia chủ, có lẽ gia chủ còn có thể tha cho cậu một mạng. Nếu không, gia chủ chắc chắn sẽ khiến cậu sống không bằng chết, phải trả lại lưỡi cho cậu chủ. Vậy à, sở bắc chống gậy, không nghe ra được cảm xúc gì trong lời nói của anh ánh mắt của Thanh Vũ ở bên cạnh đã hiện lên tia sát khí. Nếu chẳng phải vì sở bắc vẫn chưa ra lệnh thì mấy người trước mặt này đã chỉ còn là thi thể thôi. Sợ họ không đồng ý thôi. Sở bắc khẽ cười như thể không hề để tâm. Họ, họ là ai, ngay cả tên cũng không dám nói mà cũng xứng lo chuyện của nhà họ la à. Tôi khuyên cậu, quản gia tỏ ra xem thường, nhưng người này chưa nói hết câu đã phải ngừng lại. Bốn năm chiếc Audi dừng lại ngay trước cổng biệt thự nhà họ La. Người qua đường nhìn thấy biển số xe cũng phải trợn mắt há mồm. Cửa xe mở ra, chủ tịch thành phố Chu Minh Hạo, người đứng đầu thành phố Tân Hải dẫn đầu bước xuống. Chương 53 gần như là mạch kinh tế của Long Quốc. Khác biệt một trời một vực với dáng vẻ vừa rồi khi nói chuyện với Sở Bắc. Dù sao cũng là chủ tịch thành phố đến nhà, đây là vinh hạnh của nhà họ La thế nhưng ngay sau đó nụ cười của quản gia trở nên cứng nhắc chỉ thấy chu minh hạo không thèm nhìn quản gia ngược lại nghiêm túc dẫn theo người đi thẳng đến trước mặt sở bắc sau đó ông ta hơi cúi người xuống với anh trước bao nhiêu ánh mắt ngạc nhiên của người nhà họ la chu minh hạo chào cậu sở những người phía sau ông ta đều đồng loạt cúi người xuống vô cùng cung kính đây bất kể là quản gia hay vệ sĩ nhà họ la đều ngây người chuyện chuyện gì đây Đường đường là người đứng đầu thành phố Tân Hải, thế mà lại cung kính cúi người với một tên mù, một đứa con rể vô dụng. Cảnh tượng không ai dám tin này dường như đảo lộn nhận thức của họ. Sở Bắc chỉ khoát tay. Lúc này Chu Minh Hạo mới dám đứng thẳng người dậy, vẻ mặt cực kỳ kích động. "Cậu Sở, tôi đã nhận được điện thoại của tập đoàn Bắc Dã, cả thành phố Tân Hải đều chào mừng tập đoàn Bắc Dã đến Tân Hải." "Khách sáo rồi." Sở Bắc khẽ cười, quay đầu lại đối diện với quản gia cậu có thể hỏi họ đe dọa thần tướng Trấn Quốc sẽ bị tội gì? Gì cơ? Quản gia trợn tròn mắt, bỗng có linh cảm không tốt. Tập đoàn Bắc Giã, thần tướng Trấn Quốc. Tám chữ này gần như đã đại diện cho đỉnh cao của tiền tài và quyền thế Long Quốc. Tập đoàn Bắc Giã có vốn đầu tư lên đến hàng nghìn tỷ. Dưới trướng có rất nhiều tập đoàn tài chính, phân bố khắp Long Quốc. Gần như là mạch kinh tế của Long Quốc chương 54 không dễ gì mới mời đến nhân vật tầm cỡ thế này đến. Chỉ là cho dù quản gia suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra. Bất kể là tập đoàn bắc giã hay thần tướng Trấn quốc lại có liên quan gì đến chuyện này. Hơn nữa mình chỉ là một quản gia, có tài đức gì mà dám đắc tội với thần tướng bác giã. Ông Chu, ông đừng nghe cậu ta nói bậy, tôi. Quản gia vội vàng muốn biện minh, nhưng còn chưa nói xong đã bị Chu Minh Hạo ngắt lời. To gan, cậu cậu dám đe dọa thần tướng Trấn Quốc. Cậu, cậu to gan lắm rồi. Chu Minh Hạo trợn mắt, tức đến mức nói lắp bắp. La Vạn Sơn đâu, gọi ông ta ra đây, dám sỉ nhục thần tướng Trấn Quốc, nhà họ La không cần thiết phải tồn tại nữa rồi. Chu Minh Hạo vung tay, sát khí ngùn ngụt. Không dễ gì mới mời đến nhân vật tầm cỡ thế này đến. Nếu bị nhà họ La phá hỏng thì không cần đến sở bắc nói, Chu Minh Hảo cũng sẽ chỉnh chết nhà họ La. Phịch, quản gia lập tức quỳ xuống. Chán toát mồ hôi ướt đẫm. Nếu sở bắc nói thế, quản gia còn có thể cãi lại nhưng bây giờ ngay cả Chu Minh Hạo cũng nói thế thì không ổn rồi. Chỉ là, ông Chu, tôi bị oan, tôi chỉ là một quản gia nhỏ, sao dám đắc tội với thần tướng Trấn Quốc chứ? Có cho tôi 10.000 lá gan cũng không dám. Quản gia nước mắt nước mũi lem nhem, càng cảm thấy tự diễu và sợ hãi. Hơn nữa thần tướng Trấn Quốc chấn giữ Bắc giá, Sao lại đến một nơi nhỏ bé như Tân Hải này chứ? Nơi này nhỏ đến mức ông ấy cũng chưa từng thấy, sao lại dám đắc tội với người ta chứ? Ông Chu, đây đều là hiểu lầm, hiểu lầm." Quản gia không dám lau mồ hôi, vội vã giải thích. Nhưng lại không nhận ra sắc mặt Chu Minh Hạo đã trở nên kỳ quái, càng khó coi hơn. "Cậu, cậu câm miệng. Chương 55, chuyện này để tự tôi xử lý là được. Tôi cho cậu 5 phút." gọi tên ngốc la vạn sơn đó ra xin lỗi cậu sở chu minh hạo đè nén cơn giận xuống nói nếu không thể khiến cậu sở vừa ý nhà họ la không cần thiết phải tồn tại nữa hả vừa nghe nói thế quản gia ngây người xin lỗi sở bắc tại sao trong lúc quản gia đang ngờ vực tự hỏi tiếng gậy che gõ xuống đất vang lên sở bắc bước đến ngạo khí không giận mà uy nói tôi già lắm sao chỉ bốn chữ ngắn ngủi thôi giọng điệu vẫn rất hòa nhã nhưng quản gia nghe thế lại cảm thấy sẽ có chấn động bất thường vừa rồi mình gọi thần tướng trấn quốc là ông cụ này nọ kết hợp phản ứng của chu minh hạo và lời nói của sở bắc chẳng lẽ nghĩ đến khả năng đó sắc mặt quản gia trắng bệch như không còn giọt máu cả người run rẩy mềm nhũn ngã xuống đất con người co rụt nhưng lại không dám nhìn sở bắc lẽ nào cậu 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 là cả người quản gia run lẩy bẩy không nói nên lời sở bắc vẫn bình tĩnh nhìn về phía trước, từ đầu đến cuối không có bất kỳ động tác nào. Nói đi, đe dọa thần tướng Trấn Quốc sẽ bị tôi gì? Bỗng chốc, sắc mặt quản gia không còn một chút máu. Mắt lồi ra, sau đó người này ngã xuống đất, miệng sủi bọt mép, bất tỉnh nhân sự. Câu nói của sở bắc suýt khiến quản gia khiếp sợ. Cậu sở, nhà họ la này to gan quá, chỉ cần một câu của cậu. Minh Hạo này sẽ san bằng nhà họ La. Chu Minh Hạo không thèm nhìn quản gia một cái mà đã nhanh chóng sung phong nhận việc, chỉ cần có thể dựa dẫm, bám trụ vào sở bắc thì chỉ một nhà họ la thôi, ông ta vẫn có thể xử được. Không cần, chương 56 chỉ sợ nhà họ la sắp gặp đại nạn rồi. Sau đó ông ta dẫn theo lãnh đạo của Tân Hải cung kính đứng đợi trước cửa. Ai không biết còn tưởng họ là bảo vệ đứng gác cổng. Sở Bắc cũng không có ý kiến gì, anh dẫn theo Thanh Vũ đi vào biệt thự. Tiêu rồi, thôi xong rồi xảy ra chuyện lớn rồi không ai ngờ được là ở đối diện biệt thự La Vạn Sơn sắc mặt trắng bệch nôn nóng đến mức dậm chân liên tục tối qua ông ta đến công ty giải quyết công việc không về biệt thự vừa rồi nhận được tin là chủ tịch thành phố sắp đến bèn vội vã dẫn theo tổng giám đốc tập đoàn La thì quay về nhưng không ngờ chưa vào cửa đã nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi Sở Bắc con rể của nhà họ Lạc Tên mù kia thế mà lại là thần tướng trấn quốc danh tiếng lẫy lừng đó sao? Một thông tin không thể tin nổi như thế gần như làm đảo lộn nhận thức của ông ta. Thảo nào, thảo nào hôm nay Chu Minh Hạo và Lý Hải Đông lại hạ mình đến tham gia hôn lễ. Thảo nào Chu Minh Hạo chẳng nể mặt nể mũi gì cậu Dương cả. Thảo nào Sở Bắc vẫn có thể sống đến giờ này. Hóa ra điểm mấu chốt của tất cả mọi chuyện đều nằm ở đây. Nghĩ thông suốt điểm mấu chốt, Chu Minh Hạo sầm mặt bây giờ ông ta có cả ý nghĩ muốn chết nữa kia con trai mình lại dám giành phụ nữ với thần tướng trấn quốc còn ông ta lại có ý đồ bắt cóc con gái của thần tướng chiến quốc để uy hiếp thần tướng chiến quốc tí tách mồ hôi chảy xuống rơi trên mặt đất vang lên tiếng tí tách chu minh hạo cảm thấy khá may mắn ông ta có thể sống đến bây giờ nhà họ la vẫn có thể tiếp tục tồn tại quả là may mắn trong may mắn nhưng bây giờ thần tướng chiến quốc đã đích thân tìm đến cửa. Chỉ sợ nhà họ La sắp gặp đại nạn rồi. Gia, gia chủ, bây giờ phải làm sao? Audio điện tử Võ Tấn bền. Chương 57 còn mình thì bước lên xe nhanh chóng lái đi. Sau đó lấy điện thoại ra gọi cho Dương Xuyên. Lúc này chỉ có Dương Xuyên mới có thể giúp ông ta vượt qua cửa ải này. Số máy quý khách vừa gọi đã tắt máy, xin vui lòng gọi lại sau âm thanh máy móc lạnh lùng vang lên khiến la vạn sơn ngây người rõ ràng ông ta đã thỏa thuận với dương xuyên vào thời điểm quan trọng thế này mà dương xuyên lại tắt máy la vạn sơn cắn răng không chịu yên gọi thêm lần nữa nhưng lần nào cũng thế dương xuyên tắt máy số điện thoại không liên lạc được chết tiệt la vạn sơn còn gì mà không hiểu nữa dương xuyên đã biết được sở bắc không đơn giản lấy ông ta làm đá thử vàng không liên lạc được với Dương Xuyên, La Vạn Sơn nghiến răng nghiến lợi. Nhưng nhiều hơn vẫn cảm thấy bất lực, không biết làm sao. Ông ta không đắc tội nổi với thần tướng trấn quốc, thế lẽ nào lại đắc tội Dương Xuyên? Nhưng nếu không nghĩ ra cách, đừng nói nhà họ La, ông ta sống được hay không cũng đã là vấn đề. Nghĩ đến đây, La Vạn Sơn lo lắng cắn răng, mặt hiện lên vẻ quyết tâm. Cậu đi chặn sở Bắc lại, tôi nghĩ cách. Tôi La Vĩ nghe thế thì khóc không ra nước mắt. Ông ta nào có gan đi chặn thần tướng trấn quốc? Không phải cậu, chẳng lẽ là tôi sao? Mau đi đi." La Vạn Sơn mất kiên nhẫn đạp vào mông ông ta. "Còn mình thì bước lên xe nhanh chóng lái đi. Sở Bắc, đây là do cậu ép tôi, ông đây liều mạng với cậu." Nhìn La Vạn Sơn lái xe đi, La Vĩ ủ rũ, chỉ đành không cam lòng đi vào biệt thự nhà họ La. Chương 58 nhưng bây giờ thì khác rồi. Ai mà mới sáng sớm không lo ngủ lại dám phá hỏng giấc mơ đẹp của tôi vậy? Đúng thế, mới có mấy giờ chứ, có để cho người ta ngủ không đây? Hừm, tên nhóc này là ai thế? Quản gia chết ở xó nào rồi, không mau đuổi cậu ta ra ngoài. Ha ha, người phụ nữ bên cạnh anh ta cũng khá đến, rất hợp với khẩu vị của tôi. Thoáng trốc ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Sở Bắc và Thanh Vũ. Trong đó còn chứa ý tứ bất thiện, nhất là người thanh niên đó cũng khoảng 23, 24 tuổi, nhỏ hơn La Huy một chút. Lúc này mắt cũng sắp trợn trừng lên luôn. Dĩ nhiên nói chính xác hơn thì hắn đang nhìn Thanh Vũ. "Hê hê, đã lâu không nhìn thấy cực phẩm như vậy rồi, này thằng mù, đây là em gái hay vợ anh thế?" Ánh mắt thanh niên liếc tới liếc lui trên người Thanh Vũ, khi nhìn sang Sở Bắc lại có vẻ khá kiêu ngạo. "Thôi vậy, cho dù là ai anh cũng có thể cút đi rồi. Để người phụ nữ này ở lại." Tôi không truy cứu tội lỗi của anh." Thanh niên coi thường xua tay, giọng điệu khi nói chuyện như thể Thanh Vũ đã là người của hắn vậy. "Ha ha, cậu hai đúng là có diễm phúc, chúc mừng. Còn không phải sao, người đẹp cực phẩm như vậy cũng chỉ có cậu hai mới xứng thôi. Còn tên mù kia quả thật như hoa cắm phân châu vậy." Phía sau có không ít người lên tiếng chúc mừng, tâng bốc nịnh bợ. "Cậu hai nhà họ La tên là La Hoàng, con trai độc nhất của ông hai nhà họ La." trong thế hệ trước ông hai la vạn thủy không đấu lại la vạn sơn nên làm mất vị trí gia chủ còn đến đời này vì la hoàng không được yêu mến vì bản tính ngỗ nghịch và ăn chơi của mình nhưng bây giờ thì khác rồi la huy trở thành kẻ câm tương lai sao có thể nắm quyền nhà họ la được chương năm mươi lại còn ra tay độc ác như thế sở bắc ở một bên khẽ thở dài lắc đầu người trẻ tuổi gọn gàng chút nhẽ nói rồi anh nhẹ nhàng xoay thân ha ha xem như anh thức thời nhìn thấy cảnh tượng này la hoàng thầm mừng rỡ còn nghĩ sở bắc đã thỏa hiệp khi quay đầu lại thì chỉ thấy thanh vũ đang từng bước đi về phía mình nhiệt huyết sôi trào mặc dù ngoài mặt thanh vũ không tỏ vẻ gì thậm chí còn hơn lạnh lùng nhưng như thế chẳng phải làm thêm kích thích hê hê người đẹp tôi sẽ yêu thương cô em thật nhiều la hoàng không kìm nén được mà giang hai tay ra muốn ôm lấy thanh vũ thanh vũ dừng bước trong mắt không có cảm xúc gì. Cô giơ ngón tay ra chỉ vào Ngực La Hoàng, "Xin, xin hãy nương tay." La Vĩ Vội vàng chạy vào nhìn thấy cảnh tượng này cũng sợ hãi đến nỗi mặt mày trắng bệch, vội vã muốn cầu xin, chỉ tiếc là vẫn chậm một bước. Phụt, âm thanh cơ thể bị đâm xuyên qua vang vọng khắp đại đường. Bước chân La Hoàng dừng lại, con người trừng lớn, sắc mặt không còn giọt máu. Vô thức cúi đầu. Tí tách, tí tách, máu chảy ròng ròng ngực hắn ta đã bị đâm xuyên qua. Hắn ta thậm chí còn có thể cảm nhận được tim của mình đập ngày càng chậm lại, cuối cùng không còn âm thanh. "Cô, cô?" La Hoàng ngẩng đầu lên, ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Cơ thể dần cứng lại, sắc mặt tái nhợt, biểu cảm đầy vẻ không cam lòng. "Phịch!" Cả người ngã nhào xuống đất, máu gần như chảy dài thành sông. "Đây, chương 60, là tôi làm đấy, ông cũng có ý kiến gì?" không dám làm bất kỳ động tác nào thôi xong la vĩ lẩm bẩm sắc mặt trắng bệch ông ta sợ xảy ra chuyện mới vội vã chạy vào trong nhưng vẫn chậm một bước rồi hình như ông có ý kiến à cuối cùng giọng nói bình tĩnh của sở bắc đánh tan sự yên tĩnh này nhưng la vĩ lại nghe ra ý muốn thúc giục không không có ông ta vô thức lắc đầu chân lùi về phía sau sợ rằng sở bắc đột nhiên ra tay làm ông ta có kết cục giống la hoàng thế thì tốt. Sở Bắc gật đầu nói. Nhưng anh vẫn chưa thực hiện bước tiếp theo thì thấy một người trung niên sải bước đi vào. Khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, vẻ mặt vốn dĩ bình tĩnh bỗng đổi sắc. Tiểu Hoàng, đây, đây là do ai làm? Người đàn ông trợn trừng hai mắt nhìn La Hoàng đã không còn hơi thở, sắc mặt hung dữ đến cực điểm. Ai làm, là do ai làm, ông đây sẽ rút gân lột ra hắn, ăn tươi nuốt sống hắn. Cả đại đường đều im phăng phắc chỉ còn lại tiếng gào thét của người đàn ông. Người nhà họ la đều cúi đầu xuống, không dám nói một lời. Sắc mặt la vĩ cực kỳ xấu. Thấy người đàn ông xuất hiện, ông ta đã biết hỏng chuyện rồi. Là tôi làm đấy, ông cũng có ý kiến gì? Quả nhiên, sở bắc ngẩng đầu lên, con người trống rỗng không tiêu cự nhìn về phía người đàn ông. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 60.